Này Thiện Hiện, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này Thiện Hiện, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, vì thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này Thiện Hiện, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não thanh tịnh. Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này Thiện Hiện, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên bố thí ba la mật đa thanh tịnh, vì bố thí ba la mật đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc bố thí ba la mật đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này Thiện Hiện, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên pháp không nội thanh tịnh, vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh. Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này Thiện Hiện, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên chân như thanh tịnh, vì chân như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh. Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này Thiện Hiện, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên thánh đế khổ thanh tịnh, vì thánh đế khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc thánh đế khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên Thánh Đế tập diệt đạo thanh tịnh. Vì Thánh Đế tập diệt đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc Thánh Đế tập diệt đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này Thiện Hiện, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên 4 tịnh lượng thanh tịnh, vì 4 tịnh lượng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc 4 tịnh lượng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên 4 vô lượng, 4 định vô sắc thanh tịnh. Vì 4 vô lượng, 4 định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc 4 vô lượng, 4 định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này Thiện Hiện, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên 8 giải thoát thanh tịnh, vì 8 giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc 8 giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh. Vì 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này Thiện Hiện, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên 4 niệm trụ thanh tịnh, vì 4 niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc 4 niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo thanh tịnh. Vì 4 chánh đoạn cho đến 8 chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc 4 chánh đoạn cho đến 8 chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này Thiện Hiện, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên pháp môn giải thoát không thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này Thiện Hiện, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên 5 loại mắt thanh tịnh, vì 5 loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc 5 loại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên 6 phép thần thông thanh tịnh, vì 6 phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc 6 phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này Thiện Hiện, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên 10 lực Phật thanh tịnh, vì 10 lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc 10 lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Vì 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này Thiện Hiện, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh, vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh. vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh, vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh, vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh, vì tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh, vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên dự lưu quả thanh tịnh, vì dự lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc dự lưu quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên nhất lai bất hoàn A La Hán quả thanh tịnh, vì nhất lai bất hoàn A La Hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc nhất lai bất hoàn A La Hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh, vì quả vị độc giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa thiện hiện, vì 5 loại mắt thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 5 loại mắt thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 5 loại mắt thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 5 loại mắt thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì 5 loại mắt thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 5 loại mắt thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 5 loại mắt thanh tịnh nên nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 5 loại mắt thanh tịnh, hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì 5 loại mắt thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 5 loại mắt thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 5 loại mắt thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, vì thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 5 loại mắt thanh tịnh hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm lại mắt thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm lại mắt thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm lại mắt thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh nên tĩ giới thanh tịnh, vì tĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc tĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm lại mắt thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm lại mắt thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, vì thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm lại mắt thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh. Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh nên bố thí ba la mật đa thanh tịnh, vì bố thí ba la mật đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc bố thí ba la mật đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh nên pháp không nội thanh tịnh, vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh. Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh nên chân như thanh tịnh, vì chân như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh. Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh nên thánh đế khổ thanh tịnh, vì thánh đế khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc thánh đế khổ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, vì thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh, vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm lại mắt thanh tịnh nên 8 tháng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh. Vì 8 tháng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc 8 tháng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm lại mắt thanh tịnh nên 4 niệm trụ thanh tịnh. Vì 4 niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc 4 niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm lại mắt thanh tịnh nên 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo thanh tịnh. Vì 4 chánh đoạn cho đến 8 chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc 4 chánh đoạn cho đến 8 chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm lại mắt thanh tịnh nên pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm lại mắt thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm lại mắt thanh tịnh nên 10 địa Bồ Tát thanh tịnh. Vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm lại mắt thanh tịnh nên 6 phép thần thông thanh tịnh. Vì 6 phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc 6 phép thần thông thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm lại mắt thanh tịnh nên 10 lực Phật thanh tịnh. Vì 10 lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc 10 lực Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm lại mắt thanh tịnh nên 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Vì 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm lại mắt thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh. Vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm lại mắt thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm lại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh. Vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm lại mắt thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm lại mắt thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm lại mắt thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm lại mắt thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn tam ma địa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh nên dự lưu quả thanh tịnh, vì dự lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc dự lưu quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì năm loại mắt thanh tịnh nên nhất lai bất hoàn a la hán quả thanh tịnh, vì nhất lai bất hoàn a la hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc nhất lai bất hoàn a la hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh, vì quả vị độc giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa thiện hiện, vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, vì sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, vì sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, vì thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh. Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, vì nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên tĩ giới thanh tịnh, vì tĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc tĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, vì hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, vì ý giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, vì địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, vì thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh, vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hết quyển thứ 233.